món quà của vàng bỏ quên ở Trần Gian, sự giống và khác nhau giữa anh với các họa sĩ khác là điểm nào? Khi mình uống thì có những cái cách thức hoặc là gọi là có những cái style gì uống trà không thầy? Wow, tranh đẹp quá. Dạ, chào thầy. Cũng hơn quá, em mới vừa xong bức tranh. Dạ, chào. Rất vui được gặp thầy. Dạ. Rất vui được biết nghệ sĩ Trần Phong. Dạ, em chào. Hôm nay nhìn thấy anh vẽ bức tranh này tôi rất là bất ngờ luôn. Đây là ngẫu hứng á, anh Phong. Dạ, dạ, cảm ơn thầy. Em cũng biết thầy cũng khá là lâu rồi. Hôm nay vô tình lại gặp thầy ở đây. Dạ. Mời anh uống với mình chén trà được không? Dạ, em cảm ơn thầy. Rất là vinh dự. Em mời thầy. Khách mời hôm nay là anh Trần Phong, một họa sĩ tự do tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật, founder của Chill Art Studio. Anh hiện công tác và giảng dạy tại thành phố Hồ Chí Minh và là một trong những họa sĩ có tiếng trong lĩnh vực màu nước. Rất là vui khi gặp họa sĩ màu nước Trần Phong ở đây. Dạ. Tôi cũng là một người rất là yêu cái hội họa và làm như cái sự đồng điệu giữa mình với lại họa sĩ. Dạ. Và khi nhìn cảnh vật đây mà chúng ta uống trà đây không còn gì bằng hết á. Dạ. Bởi vì sao, ở đây chính là một màu xanh. Màu xanh là tượng trưng cho con người, tượng trưng lòng từ bi và tượng trưng cái sự phát triển. Và Kỳ nghĩ rằng trong hội họa tranh màu nước này cũng có sự đồng điệu giữa cái năng lượng mộc ở đây, yeah, năng lượng từ bi ở đây, yeah, và năng lượng của tự nhiên. Anh có phải vậy không nha? Dạ, cảm ơn thầy. Thật ra thì cái cảm nhận của thầy về hội họa như là về tranh màu nước cũng như là cái không gian ở đây thì cũng rất là đồng quan điểm với em. Tức là bản thân em thì rất là thích đi thiên nhiên và quan sát thiên nhiên để mình vẽ lại, và trong cái đặc biệt là khi mình quan sát xong rồi có những lúc mình thư giãn, mình tịnh lại thì cái việc mà uống trà nó cảm giác, nó gợi cảm giác cho em cái sự thư giãn trong đó. Hôm nay tôi giới thiệu anh một loại trà gọi là trà xanh. Dạ. Hay gọi là lục trà. Bởi dạ, vì sao ở màu xanh đây tình uống lục trà đây mới là đúng với khung cảnh này. Dạ. Cái lục trà này á, nó đặc biệt là sao, không phải do con người làm ra. Dạ. Mà do là ông trời ban tặng. Wow. Người ta gọi là sao, món quà của vàng bỏ quên ở Trần Gian, do những người bà con ở vùng núi cao họ đi khai thác. Dạ. Ở đây gọi là trà Tà Xùa, trà Tà Xùa ở tỉnh Sơn La. Có hai vùng đó chính là bản Trung Chinh và bản Móng Vàng. Đây chính là trà ở bản Móng Vàng, rất là đặc biệt. Anh ngửi mùi trà anh sẽ cảm thấy, yeah, rất là dễ chịu. Anh ngửi mùi trà đó, nó hoàn toàn tự nhiên nha, rất là nhẹ nhàng và nó cảm giác thanh tao thôi. Rồi mình, yeah, sẽ pha loại trà này. Trong không gian này mình pha trà này phải uống gọi là ấm. Ấm này gọi là ấm thủy bình. Thủy, yeah, bình. Đầu tiên cái tên chữ bình ra mình cảm thấy bình an. Tượng nào lý đó, mình đem, yeah, sự bình an vào trong trái tim mình khi ngồi hòa nhập với tự nhiên. Giờ Kỳ xin phép pha một chén trà, yeah, mời họa sĩ ha. Yeah. Ở đây đầu tiên á, cái cách uống trà là mình đánh thức chén trà, mình đánh thức ấm trà, bởi vì ngủ lâu rồi nó không chưa có tỉnh giấc. Đây mình pha trà. Rất là đặc biệt. Thầy có thể chia sẻ cho em thêm những gì có thể là khi mình uống thì có những cái cách thức hoặc là gọi là có những cái style gì uống trà không thầy? Thật ra đối uống trà thì mỗi người có một cách khác nhau. Dạ. Khi nào khi anh Trần Phong thấy mình cảm thấy dễ chịu nhất thì mình cứ uống. Mình uống phong cách nào cũng được hết đó. Dạ. Mình cảm thấy dễ chịu bởi vì mình không có câu nệ trong cách uống trà, câu, dạ, nệ trong phương pháp uống trà. Dạ. Mà giữ ví dụ chẳng hạn trà này thì nó có một cái đặc biệt là mình phải chán trà, đầu tiên phải chán trà. Dạ. Phải chán trà đi. Đó. Trà nó thấm. Phải chán trà. Nhiệt độ của trà còn nước là cũng vẫn bình thường. Dạ đúng rồi, không. Nhiệt độ của nước đây nó khoảng chừng 96 97 độ. Mà mình trên đây mình cũng không để quá lâu, khoảng chừng 10 giây là mình rót trà ra. Dạ. Em uống đi. Dạ. Em mời thầy. Mời em. Dạ.
em uống em thấy dễ chịu, cái mùi vị rất là tự nhiên. Dạ. Đây chính là lục trà mà chúng ta gọi là trà xanh, mà trà đặc biệt là hoàn toàn tự nhiên. Lục trà thuộc khí mộc, xét theo ngũ hành thì khí mộc chính là lòng từ bi, sự lan tỏa, sự phát triển, tự nhiên con người và sự giáo dục. À. Khi uống lục trà này mình sẽ cảm thấy sao? Mình hòa với tự nhiên. À, lúc này là thân, tâm và cảnh đồng với nhau. Giống như khi mà họa sĩ vẽ bức tranh thì thân, tâm và cảnh với đồng, tôi nghĩ cũng vậy đúng không? Nó hòa với nhau đúng không thầy? Dạ đúng rồi, tôi nghĩ như vậy. Dạ. Ừ. Thầy, cảm giác của em khi đầu tiên em uống em ngửi cái vị trà, cảm giác rất là thanh. Nó thanh, kiểu nó rất là thanh mát, em cảm giác như vậy. Và sau khi uống mình ngớp từng ngụm vô thì cảm giác thấy nó, đầu tiên chưa có gì mà ngậm chút xíu là cảm giác có vị ngọt rất là thanh. Cảm giác như là một vị trà lần đầu tiên em được uống. Dạ rất là em hay nói là từ chiêu á, nhìn cảm nghe chiêu, cảm giác nó chiêu. Rất là nhẹ nhàng và thư giãn. Thế thì cái cách pha trà của mỗi người nó sẽ có phong cách khác nhau hay như thế nào thầy? Mỗi người thì có một cách pha trà khác nhau, miễn sao mình cảm thấy dễ chịu thôi. Giống như trong cái ngành hội họa của anh vậy đó. Yeah. Thì mỗi người có một phong cách vẽ tranh khác nhau, cũng là đề tài màu nước, nhưng có người vẽ theo cách này, người vẽ theo cách kia. Không biết là anh Phong có chia sẻ được khi mà mình sáng tác một tác phẩm thì sự giống và khác nhau giữa anh với các họa sĩ khác là như thế nào? Dạ, cảm ơn thầy. Thật ra thì đối với cái việc mà vẽ tranh màu nước thì màu nước là một chất liệu thôi, quan trọng là cái tôi của người họa sĩ. Thì cái tôi ở đây là thông qua cái cảnh vật để mình truyền tải, thì màu nước là một chất liệu mà nó truyền tải cảm xúc, như là tâm trạng của tôi lúc đó như thế nào, vui buồn hay là có một chút gì đó nó hờn mát gì đó thì nó sẽ thể hiện qua tranh của mình, qua cái màu sắc. Thì em cảm giác như là giữa tranh màu nước và trà cũng có giống nhau chỗ là có tính thiền cũng đó. Tức là đôi khi vẽ mình cần phải tĩnh tâm lại chút xíu thì tác phẩm mình cảm giác nó có cái chiều sâu không gian hoặc là vì màu sắc. Mình nhìn cái bức tranh của anh thì mình cảm giác như là nó có nỗi buồn gì mang mát trong bức tranh. Dạ. Chắc anh đã có tâm sự hả? Dạ cũng có một xíu tâm sự, tại vì thường thường thì tranh nó có một chút xíu tâm trạng gì đó thì sẽ gợi người xem cảm giác thú vị hơn khi xem. Dạ dạ, nhưng có câu chuyện trong đó. Vậy nó có nét tương đồng rất là lớn uống trà. Bởi vì khi vui á, khi pha trà người uống sẽ cảm nhận khác. Khi buồn pha trà người uống sẽ cảm nhận khác. Dạ. Đó là điểm chung giữa họa sĩ màu nước và người pha trà. Dạ hay quá, hôm nay nha thầy, mà em mới biết được rất nhiều kiến thức về uống trà. Qua cái việc mà em thưởng thức trà cũng như là một số kiến thức mà thầy chia sẻ với em thì em cảm giác là nó sẽ khá là giúp ích em trong cái việc mà em có thể tìm cái cảm xúc hoặc kịp cảm hứng cho mình qua trà để mình có những cái sáng tác sau này của mình. Một nữa xin cảm ơn thầy. Và nhân dịp đây thì em có nhận hứng là muốn tặng thầy bức tranh này. Wow. Dạ. Anh xin phép em. Cảm ơn em rất là nhiều. Dạ dạ. Anh xin phép. Rất tiếc là em chưa có thể bổ khung nha em. Không thể... sao, không sao. Dạ. Cảm ơn. Dạ em tặng. Cảm ơn anh Trần Phong rất là nhiều. Dạ. Mình cũng có một món quà, cũng là trà thôi. Dạ. Đây là hồng trà cổ thụ. Hồng tượng trưng cho khí hỏa, tượng trưng cho sự lan tỏa, ấm áp và tình yêu đối với tranh màu nước này. Anh lan tỏa cho mọi người tình yêu của anh. Dạ em cảm ơn thầy. Em với cái món quà em thấy cũng rất là thú vị. Có thể em về em sẽ cảm nhận cái vị đó, em sẽ có những phản hồi cho thầy. Dạ. Quá đẹp. Cảm ơn anh nhiều. Đẹp lắm thầy. Em xin phép tạm thầy. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và theo dõi đến cuối clip với sự góp mặt của khách mời họa sĩ Trần Phong. Nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh Master Key Khoa học Phong thủy và đón xem những tập kế tiếp hé lộ nhiều khách mời đặc biệt cũng như nhiều sự thú vị trong nghệ thuật thưởng trà.